Là bộ phế là hai trời. Anh nào mà lần đầu thấy chắc mê quá. Này như trên chỗ chú Bảy là cưa đây. Cành này nó cũng khó ra quá. Ra gì vậy? Cái thái ra gì vậy? Cái đặc biệt vậy? Ủa, nó dừng thái khác thì nó ít đậu hơn. Anh có anh cái phun kết bông gì đó không mà sao đậu nhiều thế? Kết bông kết cho ra. Anh phun mấy lần thì ra? Cái này hai lần. Hai lần. Từ lúc mà xịt nước. Hai lần xịt nước và ra bông. Cái này tại làm sảy hai lần, ba lần. Có nghĩa là làm rồi nó lún mất cua rồi nó đụng mưa, nó hư. Xong làm lại tới lần thứ ba. Lần thứ ba là được lần thứ ba. Đến ra nó vẫn nhiều đúng không? Vẫn nhiều. Nó hư thì hư chứ mà nó đậu vẫn nhiều. Cái này nói chung là làm theo cái cách này thì gai nó hơi đậu. Nó thiếu nước. Bình thường cái này nếu mà bán thì anh sẽ kêu lái vô mua hay là đúng rồi. Năm ngoái là được mình vùng mình bao nhiêu tấn anh? Cái này năm ngoái được 10 tấn mới đó thôi. Nó có 9 gốc à. Năm nay anh dự đoán khoảng bao nhiêu? Năm nay ra cầu 20, anh biết được cả hai bên. Hai bên cầu 20. 20 thì trúng rồi đó. Thì 9 đồ đồng mình cầu 1 gốc 1 tạ. Gốc 1 tạ 20 gốc. 200 gốc. Nhưng cái bên kia thì mình nếu mà cái cách để của mình như vậy thì khá nhiều rồi. Còn bên đây mình để vậy cũng khá nhiều đó. Nhiều. Năm đầu tiên mình đi vậy là nhiều đó. Nếu như cái này nói tới 1 tạ thì sao hết được. Đúng không? Trời ơi, 1 tạ là mình nói chim tốn chứ. Đẹp quá ha. Cái mẫu trái bên đây thì nó đẹp hơn thằng bên kia. Cứ hơi dừa nước chín chín tôi làm luôn nhưng mà nó đến từ một mình anh mà làm cái này là giỏi lắm rồi đó. Mấy hai vợ chồng cảm ơn. Tôi còn làm một cái mình thái bên kia 200 gốc cũng làm thứ tư trái lắm có này hết rồi đó, trái nhiều có cây thái mình nãy á là trái như vậy hết rồi. Như vậy cái này mà buộc mình tỉa kịp không anh? Cái này á? Dạ. Cái này tôi tỉa nếu mua những cái vườn này có thể 2 ngày là xong. Wow. 2 ngày là xong. Đây tôi tỉa hôm qua, sáng về hôm qua có 2 tiếng hồ. Buồn đi tỉa hết luôn. Thôi chứ giờ đã. Đám công viên vô tỉa cho người ta làm thôi. Dạ. Mới về. Nói chung gai tỉa đỏ đó. Tại nó thiếu nước. Cái này mai mốt thì nước lôi phân thuốc vô thì nó xanh chắc cũng sao. Đúng rồi. Vườn này nó nhìn đang khỏe mà. Ồ, mấy nhà có trái bự hơn kìa. Cái đó làm được kia nó mà thấp. Là cái đợt đó anh đã thu lần nào chưa? Chưa, không được thu. Nó có ra đâu mà thu. Để giờ mình sót lại mấy trái đu đu đó thôi. Mặt nó còn sót. Để ăn là buồn. Con sót lai rai một người chứ. Cành này bị bắt chéo nhập này. Bắt chéo làm sao kết cưa. Làm sao kết cưa thằng này với thằng gì này ở trên. Cưa cho nó vừa dày quá. Bắt chéo nó ra cái cạ nhau nó đụng hết. Biết như vậy nhưng mà thôi năm đầu rồi anh nói. Có cái nào mà có thu với đã. Cái này mình nói năm 4 chứ chẳng ai tin. Đúng năm 4 đó. Năm 4 mà để cỡ này đậu cỡ này thôi. Mấy anh buồn khác này anh sợ. Sợ gì? Sợ cái chuyện không nổi. Chuyện không nổi thì nó xong rồi bộ buồn thôi vậy đó. Đó thì mấy anh cũng lần đầu làm mấy anh thôi chắc để 5-10 trái ăn cho vui. 5-10 trái như ra nhau.
thêm hôm qua nhiều, hôm qua có này rồi đó. Nhiều cái này nhất nhặt ba bốn lần rồi quá. Đúng rồi, thì cứ buồn đi đâu làm tới đấy, đi đâu làm tới đấy. Cái này, cái này chỉ là mới chết đây rồi. Cái này chết là biết sao? Do là đi làm cái đám hồi nãy giao đó, là bỏ phế nó 2 tháng trời. Lúc về ngó lại thì nó chết hết cả mớ rồi. Nó không ra đó. Bị nấm đó. Bị rễ hay bị thân anh? Rễ xong rồi lên thân chết luôn. Hết cứu luôn. Chuẩn bị cưa, lắp cây mới vô. Đó, có cây mới rồi anh. Có cây mới lắp rồi. Đây hả anh? À. 4 năm mà chết uổng quá ha. Anh nào mà lần đầu thấy chắc mê quá. Hai vợ chồng làm. À, cái này mới sổ nè. Sổ sâu. Năm về 3 năm mà mới sổ cũng hướng hướng theo đó. Này như trên chỗ chú Bảy đó là cưa đây, để một cái nhánh này đó cho lên. Đang nuôi đây, đang nuôi hai nhánh này đây. Đang nuôi hai nhánh đó. Này nó bị gì vậy? Nó bị rầy. Cưa, sao anh không cưa luôn đây, để cho nó để cho hai nhánh nó quẹt cái đó. Ôi cái đó tự nó gãy luôn, cười chi trời. Đợt nó gãy biết bao giờ. Đâu ra được. À, ủi này là bị cỏ cái gì rồi nè. Cái đó kêu bể gai. Bể gai. Bể gai nè. Cái này thì mình bán cũng được đúng không anh? Được. Đúng rồi. Mà để ăn không? Đóng đóng vậy đó. Lung tung. Rồi là vừa đậu mà vừa có quả nhỏ nữa. Không, ri thì được. Hái thì không được, có ri được. Sao là vậy anh? Hái nó không nuôi được, hái nó bỏ hết. Hái là cái trái đi. Trái con bỏ hết. Trái con bỏ nuôi cho lớn thôi. Còn ri thì được, không sao. Rồi bên này gặp vườn cam rồi. Bưởi. Bưởi. Bưởi đang bắt nó cưa hết bưởi đi nè. Bưởi trồng rồi đó. Wow. Trồng hết rồi đó. Rồi cưa hết bưởi nữa. Cưa bưởi. Thằng này nó mới ghê nè. Một bình nó hình như là gần 4 mẫu đó. Gần 4 mẫu bưởi mà giờ cưa trồng sầu riêng. Không, nó chỉ riêng bưởi thôi mà. Nó bắt nó trồng sầu riêng. Cũng công viện rồi. Không, cái này tôi làm 2 ngày nó xong rồi đó. Thái còn thái chỗ này chưa? Bên kia đi. Bên đám tôi làm bên kia là thái không chỗ này nè. Chỗ này hết rồi. Mà gốc nó bự hơn này nhiều. Có 4 năm bự hơn này. Gốc này cũng là gốc gỗ luôn. Gốc gỗ hết. Giờ gốc mình nó nổi lên vầy, mình muốn nó nổi vầy. Còn mấy anh kia là cứ trồng sâu xuống. Trồng sâu xuống thì là thua rồi. Cái này là chùm chìm, bên đây vẫn chùm chìm nè. Có bên kia nổi tuyệt đối, chứ bên đây vẫn chìm. Bên đây trồng quýt nó được 2 năm rồi, không quýt được lỗ nữa. Là bắt buộc phải chùm chìm. Còn bên kia trồng lỗ hết rồi. Năm đầu tiên cũng được. Tôi tưởng tôi nghe tôi không lót một cái gì hết. Không, anh không bỏ phân lót luôn. Không lót một cái gì hết. Có mỗi nhúng ri rô minh rồi thả xuống thôi. Mình với anh chủ vườn vừa dẫn bà con đi tham quan cái vườn sầu riêng ri 6 cộng với thái 6 năm này. Thì có một vài lưu ý cho bà con trong đây á. Trong vườn này thì chủ yếu là nó chỉ bị nứt thân xì mũ nhiều. Và cái hướng đầu lúc canh tác của anh đó thì anh trồng xen với cái gốc quýt nè. Đó. Thành ra là cây nó có bị tán, nó hơi bị chóp lại. Hơi trồng gốc 1 nó không có được mở rộng lắm. Lưu ý mình nên
chốt cái cây mà mình cần chăm sóc gì từ ngay từ đầu á, để mình loại bỏ cái cây mà không cần thiết đi, để cái đầu tiên nó chuyển ra nhiều hơn. Thì tiếp theo sẽ xong cái khúc mà thu hoạch thì mình sẽ gặp nhận tiếp cho bà con phần đó. Cảm ơn bà con nha.